Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại là mình vừa mới ra ca nè các bạn. Hôm nay là mình về 5 giờ. Thì bây giờ mình sẽ chạy đi siêu thị để mình mua cái đồng hồ. Tại vì cái đồng hồ mà mình xem giờ làm á các bạn, nó bị hết pin rồi. Mình đem từ Việt Nam qua, nó bị hết pin rồi. Giờ nên là phải ra siêu thị kiếm mua cái đồng hồ nào đó rẻ rẻ để đeo để xem giờ đi làm các bạn ơi. Và bây giờ mình đi nhá. Sẵn tiện mình quay chia sẻ cho các bạn luôn. Các bạn cùng đi dạo đi chơi với mình nha các bạn. Rồi ok, bây giờ đi nào. Hôm nay lạnh các bạn ơi. Đeo găng tay vô cái. Lạnh quá. Đây là găng tay đi làm mình luôn, chứ không phải là găng tay đi chơi. Rồi bây giờ hôm nay các bạn đi với mình ha, xem cái ở siêu thị Nhật mấy cái đồng hồ rẻ rẻ nó bán như thế nào. Tới siêu thị rồi các bạn. Bữa hôm mình có đi vô Ion mình kiếm mà Ion không có mấy cái đồng hồ rẻ rẻ. Này mình đi vô siêu thị này, nghe nói siêu thị này có các bạn. Giờ đi vô mua đồng hồ sẵn tiện mua ít đồ luôn. Trời ơi, đi siêu thị thì phải gặp chứ sao mà trời trời đây. Lấy hết chuối luôn rồi Minh. Nói vậy chết em. Em mới có ấy. Quýt cũng rẻ. Sách đập. Đi xe đạp luôn không anh? Đi xe đạp anh đi gì? Xe đạp luôn. Anh đi kiếm một cái đồng hồ. Đồng hồ đeo tay á, đồng hồ đeo rẻ. Đeo biết giờ hư rồi. Thì chủ yếu đi mua đồng hồ đó. Tới rồi nè các bạn. Đây là cái quầy đồng hồ nè. Đây là cái đồng hồ rẻ nha. Mấy đồng hồ này đồng hồ thường à. Từ 900 min cho đến 2 sen mấy 3 sen. Mua cái rẻ rẻ đeo đi làm. Đây là những đồng hồ rẻ rẻ nè. 980 min. Sen 7. Đây 998 min sen. Và đây là sen mấy. Đây dưới đây nè, có mấy cái đồng hồ rất xinh xắn nè. Sen hả các bạn? Sen mấy. Đây Casio nè. Casio cái này sen nè. Cái này mắc hơn sen 4. Là tầm 200 mấy á. Ở trên đây có mấy cái. Ở đây có mấy cái đồng hồ mắc 2 sen nữa bạn. Đẹp. Đi chơi được luôn. Cái này 3 sen. Nhìn đẹp. Có gì nhôm nữa. Cũng 3 sen luôn. Ở trên đây nè, ôi cái này 3 sen này nhìn đẹp á, đeo đi chơi luôn á. Đâu ai biết đồng hồ này ấy đâu.
này dây da nè, 3 sen nè. Nhưng mà mấy cái này nó không có thương hiệu, hàng đeo đi làm mà. Mình lựa một cái, chắc kiếm cái sen thôi chứ đeo chi mắc. Đi làm mà đâu có quan trọng đâu. Mua nào các bạn? Mua điện tử hay là mua... này điện tử nè. Mua điện tử ha. Ủa đây mà kim chứ. Điện tử cái này đồng hồ bấm. Đồng hồ bỏ túi nè. Mua Casio đi. Casio đi cho nó bền ha. Dưới đây hết nè. Casio có cái này đẹp ghê nè mà hết rồi nè. Cũng sen nè. Cái này tới sen máy. Cái này sen nè, con này nhỏ xíu. Mà cái này bền nè, nghĩ là cái này bền. Chắc lấy cái này quá. Cái này mắc hơn tí. Sen tư. Hay mua đồng hồ kim ta. Cái này tới 2 sen Casio luôn. Mua cái đeo 5 nó về. Cái kim này dở quá, ở trong này giấy. Cái này cũng sen nè. Kim nè. Mà nghĩ là mấy cái dây này nó không có bền đâu. Mà mua dây nhựa Casio đi cho chắc thú. Chứ mấy dây này sợ nó xích, chứ là không có thâu được. Này 2 sen đó các bạn, Casio nè. Đẹp luôn nè. Này 2 sen, gấp 2 cái này. Hay mua đeo luôn ta. Phân vân quá. Đây cũng Casio luôn nè. Kim. Mình nhà mình có một cái rồi, cái ở sóc của Casio luôn. Cái đó tới mần mấy. Cái này thì không phải của Casio mà nhìn đẹp ghê. Nhìn đẹp lắm luôn á. Nhưng mà không có hiệu Casio. Hiệu này chắc không bền đâu. Mua có cái đồng hồ mà suy nghĩ quá trời các bạn ơi. Không biết là mua đeo luôn hay là mua đi làm ta, mua đi chơi luôn ta. Trên đây 2 sen nè. Ủa 2 sen, 2 sen cái này cũng đẹp quá trời đẹp luôn nè. Mà không phải hiệu Casio. Mấy cái này đẹp ghê nè, đâu phải hiệu Casio đâu. 2 sen. Mấy cái này nhìn nè, ấn tượng ghê. Mà nó làm mũ dởm á, 2 sen mà. Trời ơi, nhìn cái này không thích thôi á. Nhìn đẹp, quá trời đẹp nè. Thôi nhưng mà mua có thương hiệu đi. Cho các bạn nhìn chơi chơi vậy thôi. Lựa cái Casio. Một là... cái này là 1 sen nè, Casio. Cái này là 1 sen tư, sen rưỡi luôn, cũng Casio. Hai này khác nhau cái gì ta? À khác nhau dây thôi, một cái con bé, một cái người lớn các bạn ơi. Cái dây bên này nó nhỏ xíu nè. Dây bên này nó bự hơn tí. Còn cái này là tới 2 sen nè, cũng Casio luôn. Nhưng mà mình có một cái xịn rồi. Thì mình đâu có cần phải mua cái xịn nữa đúng không ta? Cái này có sen tư nè, mà dây này dây thép. Sen tư. Dây thép thì mình nghĩ nó không có bền. Cái này đi, thêm 400 yên. Nó đẹp hơn cái này có sen thôi. Còn cái này sen tư. Nhưng mà cái này đẹp hơn. Nó bự hơn tí.
coi cái mặt đồng hồ có khác nhau gì. Cũng không khác nhau gì nhiều. Rồi, lấy cái này các bạn, có sen nè. Các bạn thấy không, có sen là khoảng 200 ngàn, hơn 200 ngàn á. Đồng hồ đây là những đồng hồ rẻ, đeo để đi làm nè. Chung là hôm nay là sẽ lấy cái này nha các bạn. Của Casio luôn, chính hãng luôn á. Mình nghĩ là chất lượng. Ok, hôm nay chủ yếu đi mua cái này thôi. お願いします。はい、ありがとうございます。袋はどうされますか?袋はどうされますか?1枚。はい。袋を投入してください。 Xong rồi các bạn, tôi chỉ mua một cái rổ đồ này mà chỉ có 2 sen 7 thôi. Nhưng mà cái đồng hồ này là hết 1 sen rồi nè. Cái đồng hồ này giá trong đây nó là 3,5 sen cộng thuế, mà ở đây bán chỉ có 1 sen thôi. Ở siêu thị này bán rất là rẻ ha. Đồ ăn hôm nay mình mua có 1,7 sen ha. Mà một đống không bàn chiếu trái cây với lại udon thôi. Chờ ship đồ vô về. Tháo ra đeo cho nóng. Casio chính hiệu nữa các bạn. Nhìn đẹp. Đồng hồ tính cho trẻ em á. Nhưng mà nhìn cũng được đúng không? À, nhìn cũng được nè. Chứ xem giờ đi làm hay đâu có làm gì đâu. Đâu có đi chơi đâu. Đi chơi có đồng hồ khác à. Đó, nhìn được không? Xem thôi nha các bạn. Trong đây có giấy hướng dẫn bảo hành gì nè. Rồi ok, được rồi, về. Rồi ok. Ok, hôm nay là mua đồ xong rồi các bạn. Nói chung hôm nay là chủ yếu đi mua cái đồng hồ thôi. Thì bạn thấy không, cái đồng hồ này bán rất là rẻ. Ở trong đó niêm yết nó là cái giá mà bình thường là 3,5 sen. Nhưng mà siêu thị này bán chỉ có 1 sen thôi. Rồi, hôm nay chủ yếu đi mua cái đồng hồ thôi, với mua ít đồ ăn nữa. Rồi bây giờ mình đi về nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều hôm nay đã xem video cùng đi siêu thị với mình. Ok, chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye.